Thân mến, xin chào cả nhà. Tôi hiểu các bạn đang rất hy vọng vào một loại vaccine nào đó có thể bảo vệ con người khỏi HIV. Với lần trình bày này, tôi sẽ cập nhật đến quý khán giả những tin tức về vaccine HIV và thuốc điều trị. Hãy cẩn trọng với ý niệm quá trông chờ vào một loại vaccine HIV hoàn chỉnh, bởi vì đó là một quá trình lâu dài tìm kiếm và thử nghiệm. Hiện các nhà khoa học, công ty dược phẩm trên toàn thế giới vẫn đang trên đường nghiên cứu và vẫn chưa có thông tin chính thức nào cho thấy vaccine HIV đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Có hai vấn đề tôi sẽ phân tích cho các bạn trong video này nhé. Đó là lịch sử của quá trình phát hiện ra thuốc ARV và dự án vaccine HIV của Moderna hiện đang như thế nào. Các bạn có thể theo dõi tiếp tục ngay sau đây nhé. Số 1. Con đường phát minh ra thuốc ARV, viết tắt là antiretrovirus. Hiểu nôm na tên chung các loại thuốc kháng virus họ retro, trong đó có HIV. Sự hiệu quả của thuốc ARV là làm chậm virus HIV sinh sản và ngăn chặn người đang nhiễm HIV phát triển đến giai đoạn S. Các bạn nên hiểu cho rõ ràng, người nhiễm HIV tử vong ở giai đoạn S chứ không phải tử vong trong lúc đang lây nhiễm ở giai đoạn sơ nhiễm. Nên nếu ngăn chặn căn bệnh này phát triển đến giai đoạn S là có thể làm giảm nguy cơ tử vong và người nhiễm có thể sống khỏe mạnh như người bình thường. Thuốc ACT hay còn gọi là acetamiprid là loại thuốc điều trị HIV đầu tiên trên thế giới. ACT ban đầu được một nhà nghiên cứu người Mỹ phát triển vào năm 1960 để điều trị ung thư. Nó hoạt động bằng cách chèn vào ADN của tế bào ung thư, gây rối loạn khả năng tái tạo và sản xuất các khối u. Khi HIV xuất hiện, công ty dược phẩm Brown Welcome, gọi tắt là BW, bắt đầu tiến hành thử nghiệm một số các thuốc chống ung thư để đánh giá xem nó có tác dụng với HIV, để hy vọng tìm ra thuốc có thể chống lại. Trong số những thứ được thử nghiệm có hợp chất S, một phiên bản tái tạo của ACT gốc, và kết quả cho thấy nó dường như có tác dụng chặn sự hoạt động của virus HIV. Các nhà khoa học bắt đầu tiêm ACT vào bệnh nhân với mục đích ban đầu là để xem liệu nó có an toàn hay không, và sử dụng cả với nhóm thuốc khác để đối chứng. Sau 16 tuần, công ty BW thông báo họ dừng thử nghiệm vì đã có bằng chứng mạnh mẽ hợp chất này có tác dụng kiểm soát HIV và giảm nguy cơ tử vong. Nhóm sử dụng thuốc chỉ có 1 ca tử vong, trong khi đó nhóm thuốc khác có tới 19 người tử vong chỉ trong một thời gian ngắn. Kết quả về tác dụng của ACT được xem là bước đột phá và ánh sáng ở cuối đường hầm của công ty dược phẩm Brown Welcome. FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chấp nhận thông qua loại thuốc chống S đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 1987. Số 2. Tin tức về dự án vaccine HIV của Moderna. Với thành công vừa qua công nghệ mRNA của vaccine COVID-19, mọi người đã thấy có sự hiệu quả nhất định đề kháng với virus COVID. Chính vì vậy, công ty Moderna của Mỹ Quốc đã đẩy mạnh công nghệ mRNA để nghiên cứu vaccine HIV. Ngày 18 tháng 5, 2022, tin tức trên iv.com đã công bố sự hợp tác của IV và Moderna. IV là một tổ chức sáng kiến vaccine phòng chống AIDS quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của vaccine để ngăn ngừa lây nhiễm HIV và AIDS. Và Moderna, một công ty công nghệ sinh học tiên phong trong việc điều trị vaccine ARN. IV và Moderna khởi động thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở châu Phi về chương trình phát triển vaccine, bắt đầu cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của kháng nguyên vaccine HIV, mRNA, hay còn gọi là mRNA-1644 tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình ở Nam Phi. Trên nền tảng của dự án cũ vaccine IVG001, họ sẽ tiếp tục nghiên cứu IVG003, tạo ra LD-GT860M dưới một protein tái tổng hợp, gây ra các đáp ứng miễn dịch mục tiêu một cách an toàn ở 97% người nhận, người lớn khỏe mạnh. Đáp ứng miễn dịch nhắm mục đích và mở rộng một lớp tế bào B cụ thể là cần thiết để bắt đầu quá trình phát triển các kháng thể trung hòa trên diện rộng, gọi tắt là BMABS, có tác dụng trung hòa hoặc ngăn chặn sự lây nhiễm HIV, được cung cấp thông qua nền tảng mRNA của Moderna. Các địa điểm thử nghiệm dự kiến sẽ thu hút tổng cộng 18 tình nguyện viên trưởng thành khỏe mạnh âm tính với HIV cho IVG003. Tất cả những người tham gia sẽ nhận được hai liều mRNA GOD-GT860M chứa một phần chuỗi virus và không thể gây nhiễm HIV. Kết quả nghiên cứu IV và Moderna sẽ thông báo tiếp theo trong thời gian tới và họ sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục làm việc. Những người đang nhiễm HIV hãy tuân thủ điều trị ARV đúng liệu trình để có sức khỏe tốt như người bình thường, ngăn chặn giai đoạn S. Lý luận một cách vui nhộn và giả thiết có thể thuốc ARV hiện tại là liều vaccine bệnh S cho người đang nhiễm. Những tin tức về vaccine HIV chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và kịp thời đưa đến cho các bạn quý khán giả cùng xem. Chúng tôi xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Lavi xin chân thành cảm ơn.